Trong lịch sử phát triển của kinh tế thế giới, nhân loại đã chứng kiến không ít cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bắt nguồn từ các quốc gia phát triển. Trong đó, cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất chính là cuộc đại khủng hoảng năm 1929. Trong cuộc khủng hoảng này, các ngân hàng hầu như phải đóng cửa, thị trường chứng khoán gần như sụp đổ, thất nghiệp và đói kém tràn lan khắp mọi nơi và để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng người dân thế giới đầu thế kỷ 20. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đại khủng hoảng 1929-1939, thảm họa kinh tế khủng khiếp nhất lịch sử. Không dấu hiệu báo trước. Cho đến tận đêm, ngay trước cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà Mỹ từng phải đối mặt vào năm 1929, mọi thứ vẫn còn đang màu hồng. Trong bài diễn văn cuối cùng trước khi mãn nhiệm, người đứng đầu Nhà Trắng lúc bấy giờ, Calvin Coolidge, nói: "Tôi đánh giá hiện tại với sự hài lòng và nhìn tương lai với sự lạc quan." Một tháng trước đó, ứng cử viên Herbert Hoover, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, đã trúng cử Tổng thống. Rất nhiều người trách cứ các ông Coolidge và Hoover đã không nhìn thấy điều đang xảy đến. Trên thực tế, trong những năm 1920, nước Mỹ giàu lên trông thấy, công nghiệp ô tô và xây dựng tăng trưởng nhộn nhịp trong những năm 1920, và với việc làm ổn định mà hai ngành kinh tế thịnh vượng nhất tạo ra, tiền lương và tiêu dùng của người dân Mỹ đều đã được cải thiện. Ford sản xuất 9.000 chiếc Model T trong một ngày, trong khi chi tiêu cho việc xây dựng các ngôi nhà mới lên tới 5 tỷ đô vào năm 1925. Mặc dù có những đợt suy giảm nhẹ trong những năm 1923 và 1926, nhưng nhìn chung, cỗ máy kinh tế Mỹ vẫn rất khỏe mạnh. Các ngân hàng cũng vậy, đến năm 1929, tổng giá trị bằng cân đối kế toán của 25.000 ngân hàng Mỹ là 60 tỷ đô. Tài sản mà họ nắm giữ cũng có vẻ khỏe mạnh, chỉ 60% là các khoản nợ và tiền mặt chiếm 15%. Trong số 20% tài sản là chứng khoán, phần lớn là trái phiếu và trái phiếu kho bạc, loại tài sản siêu an toàn chiếm đến hơn một nửa. Với các tài sản có chất lượng vượt trội, các ngân hàng có thể hoàn toàn an tâm. Sai lầm của Fed. Kinh tế tăng trưởng, nuôi dưỡng lòng tin tưởng, đồng thời cũng là chất men gây nên cơn sốt đầu tư. Năm 1927, có 577 triệu cổ phiếu được sang tay ở thị trường chứng khoán New York. Đến năm 1928 là 920 triệu. Cùng trong thời gian này, mệnh giá các loại cổ phiếu tăng như tên bắn. Riêng trong mùa hè năm 1929, giá một số loại cổ phiếu tăng tới 25%. Tuy nhiên, những năm 1920 lại khiến Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thời bấy giờ còn rất non trẻ, đối mặt với một câu đố hóc búa. Giá cổ phiếu và giá hàng hóa đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược nhau. Các thị trường đang bùng nổ với cổ phiếu của các công ty khai thác các công nghệ mới, radio, nhôm và hàng không đặc biệt được ưa chuộng. Thế nhưng rất ít trong số này có truyền thống chi trả cổ tức và nhà đầu tư rót tiền vào đây với hy vọng chúng sẽ tiếp tục tăng giá. Cùng lúc đó, cổ phiếu của các công ty tiêu dùng yếu thế hơn bởi chỉ số giá tiêu dùng sụt giảm. Do đó, câu đố đối với Fed là nên nâng lãi suất để hạ nhiệt thị trường hay phải hạ lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế. Cuối cùng, các nhà quan sát thị trường chiến thắng và Fed đã nâng lãi suất vào năm 1928. Đây là một sai lầm vì mức tăng lãi suất từ 3,5% lên 5% là quá nhỏ để hạ nhiệt thị trường. Giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng cho tới tận tháng 9 năm 1929 với chỉ số Dow Jones chạm mốc kỷ lục 381 điểm. Tuy nhiên, những ngành trọng điểm của nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề, để rồi cuối mùa hè năm đó, sản lượng công nghiệp sụt giảm tới 45%. Cùng với sự xấu đi của nền kinh tế trong nước, những tin tức bất lợi từ bên ngoài cũng ập đến. Vào tháng 9 năm đó, sàn giao dịch chứng khoán London sụp đổ khi Clarence Hartley, trùm lừa đảo trong ngành tài chính, bị bắt. Thế là cuối cùng xu hướng bán tháo bắt đầu. Trái bóng căng hơi nổ tung. Ngày 18 tháng 10 năm 1929, cơn sụp đổ xuất hiện khi các nhà đầu tư với tâm lý lo sợ đã bán tháo một con số kỷ lục 12.894.650 cổ phiếu. Các công ty đầu tư và các ngân hàng hàng đầu đã cố gắng ổn định thị trường bằng cách mua vào nhiều khối chứng khoán lớn, khiến giá cổ phiếu tăng nhẹ vào thứ Sáu. Nhưng đến thứ Hai của tuần đó, cơn bão lại ập đến khiến thị trường rơi tự do. Sau ngày thứ Hai đen tối là ngày thứ Ba đen tối khi giá cổ phiếu sụp đổ hoàn toàn. Trong ngày thứ Năm đen tối, ngày 24 tháng 10 năm 1929, điều chưa từng thấy tiếp tục xuất hiện khi 6 triệu cổ phiếu bị giao bán, dẫn đến giá giảm liên tục suốt buổi sáng. Người ta kinh hoàng đổ dồn về Wall Street khi tới trưa đã có 11 vụ tự tử. Tại trụ sở ngân hàng JP Morgan đối diện tòa nhà thị trường chứng khoán, nửa tá lãnh đạo các ngân hàng lớn họp gấp.
quyết định cứu vãn thị trường bằng cách mua lại một số lượng lớn các cổ phiếu chiến lược. Việc làm này có hiệu quả tức thì khi vào cuối ngày, một số cổ phiếu thậm chí còn tăng giá so với ngày hôm trước. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, niềm tin của cổ đông đã bị khai tử. Mặc cho các công ty kinh doanh chứng khoán ra sức thuyết phục mọi người rằng đây là thời điểm tốt nhất để mua vào. Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 1929 thì có 9 triệu cổ phiếu bị tống ra. Đến thứ ba, ngày 29 tháng 10 thì con số này là 16 triệu. Và lần này thì các ngân hàng đã không can thiệp nữa bởi vì chẳng còn gì có thể ngăn được cơn thoái trào này. Đến khoảng tháng 11 thì chỉ số Dow Jones giảm 51% số điểm so với tháng 9 và cổ phiếu thi nhau rớt giá trong 3 năm tiếp theo. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế. Từ 1929 tới 1931, có 4.300 ngân hàng phải đóng cửa. Hàng triệu người mất trắng khoản tiền bao lâu dành dụm được của họ chỉ trong một ngày. Khi niềm tin mất dần, người Mỹ lại bắt đầu cất trữ tiền ở nhà. Trong khi chiến dịch mua trái phiếu của Fed chỉ mang lại hiệu quả tạm thời bởi các ngân hàng may mắn sống sót đã ở trong tình trạng hết sức tồi tệ. Sức mua và nhu cầu giảm khiến cho hoạt động của các ngành sản xuất kinh tế cũng đình trệ, dẫn đến 4 triệu người Mỹ thất nghiệp trong năm 1930. Con số này tăng lên thành 8 triệu năm 1931 và năm 1932 là 12 triệu người. Cùng lúc đó, sản xuất than bị đẩy lùi xuống mức chỉ tương đương với năm 1904. Sản xuất gang bị đẩy lùi xuống mức năm 1876. Một chỉ số kinh tế khác bị đẩy lùi xuống chỉ bằng những năm cuối thế kỷ 19 và thu nhập quốc dân của nước Mỹ đã giảm một nửa. Điều tệ hơn tiếp tục xảy đến khi sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng đã cuốn thành những làn sóng. Làn sóng đầu tiên diễn ra vào năm 1930, khởi đầu bằng sự phá sản của các ngân hàng nông nghiệp thuộc sở hữu nhà nước như Arkansas, Illinois và Missouri. Tổng cộng có 1.350 ngân hàng đã phá sản trong năm đó. Làn sóng thứ hai ập đến những ngân hàng Chicago, Cleveland và Philadelphia sụp đổ vào tháng 4 năm 1931. Áp lực từ bên ngoài càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Do Anh từ bỏ chế độ bản vị vàng, tỷ giá lao dốc mạnh và khiến các nhà xuất khẩu Mỹ lao đao. Các ngân hàng Áo và Đức cũng lâm vào cơn hoảng loạn. Vì niềm tin biến mất, người Mỹ bắt đầu cất trữ tiền mặt nhiều hơn. Chiến dịch phát động mua trái phiếu của Fed không thể giúp ích gì. Cuộc hoảng loạn cuối cùng, và lần này diễn ra trên quy mô toàn nước Mỹ, bắt đầu vào tháng 2 năm 1933 bằng những ban bố trong tình trạng khẩn cấp của các ngân hàng. Các ngân hàng đầu tiên phải đóng cửa trong làn sóng lần này là tại Nevada, Louisiana và Michigan. Các ngân hàng nội địa có khoản tiền gửi liên ngân hàng tại các ngân hàng New York đã mất 760 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 năm 1933. Trong hoàn cảnh đó, thông thường các ngân hàng tại thành phố sẽ quay lại nhờ đến sự hỗ trợ cuối cùng của Fed. Nhưng điều không ai ngờ đến đã xảy ra. Vào ngày 4 tháng 3, Fed đã làm chính xác những gì đã thiết lập để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khi từ chối cho vay và đóng cửa tất cả các ngân hàng còn sống sót. Fed đã thất bại trong nhiệm vụ của mình là hoạt động như một nguồn quỹ trong mọi tình huống khẩn cấp. Đó là tuần đen tối nhất trong những thời kỳ đen tối của nền tài chính Mỹ. Các nhà quản lý kiểm tra sổ sách của các ngân hàng và hơn 2.000 ngân hàng phải đóng cửa trong tuần đó đã không bao giờ mở cửa trở lại. Do số lượng lớn người dân không có thu nhập và sự vắng mặt của các trợ giúp xã hội đã làm nạn đói lan nhanh ở Mỹ, khi người nghèo bắt đầu ồ ạt chết tại thành phố giàu có nhất của đất nước, New York, chính quyền thành phố đã buộc phải bắt đầu trợ cấp súp miễn phí trên các đường phố. Tuy nhiên, nhiều bang thậm chí còn không đủ ngân sách để cho súp miễn phí. Trong bài viết có tiêu đề Nạn đói nước Mỹ của nhà nghiên cứu Boris Borisov, ông cho biết nước Mỹ đã mất hơn 7 triệu sinh mạng trong nạn đói 1932-1933 bởi cuộc khủng hoảng sau khi tính toán dựa trên các số liệu chính thức của Cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng này ở nước Mỹ đã nhanh chóng lan rộng sang toàn châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy nền kinh tế nhiều nước. Giá trị giao dịch thương mại quốc tế giảm mạnh và gần như bị tê liệt ở nhiều nước, từ thành thị đến nông thôn đều phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Sự rối ren này đã dẫn tới cuộc đại suy thoái chấn động lịch sử, gây hậu quả nặng nề cho nước Mỹ và lan rộng ra châu Âu trong suốt một thập kỷ. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Đại suy thoái năm 1929 chính là sự bùng nổ của trái bóng đầu cơ đã quá căng hơi. Trái bóng này được tạo nên phần lớn do các khoản tín dụng cho vay theo ngày, call loan,
có cơ cấu vận hành rất đơn giản. Người mua chỉ phải trả một phần giá trị của cổ phiếu mà anh ta mua, đôi khi chỉ 10%, phần còn lại được công ty chứng khoán vay dùm ở ngân hàng. Call on quả là một công cụ tuyệt vời để khuyến khích sự đầu cơ, mở cửa thị trường chứng khoán cho cả những người khiêm tốn nhất. Năm 1929, cứ 100 người Mỹ thì có một người tham gia thị trường chứng khoán. Thế mà hệ thống này vốn không thể đứng được nếu cổ phiếu xuống giá. Khi giá một loại cổ phiếu bị giảm, công ty kinh doanh chứng khoán yêu cầu khách hàng của mình trả thêm một khoản tiền để bồi thường phần giảm này. Nếu người mua không trả được, thì cổ phiếu của anh ta bị đẩy ra thị trường. Đó là điều đã xảy ra vào mùa thu năm 1929 ở Wall Street. Mỗi trường phái kinh tế học có cách giải thích khác nhau về nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Theo trường phái Áo, nguyên nhân lại bắt nguồn từ sự can thiệp của chính phủ vào thập kỷ 1920. Sự dễ dãi trong tăng tín dụng đẩy các ngân hàng dễ dãi cho vay, dẫn tới bùng nổ quá mức cung tiền ngay trước khi khủng hoảng, đẩy thị trường chứng khoán bùng nổ quá mức. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, kéo theo sụp đổ dây chuyền của các thể chế tài chính do các khoản nợ xấu không đòi được. Theo trường phái Marxist, khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đầu tư mở rộng sản xuất liên tục, dẫn đến mất cân bằng cung cầu. Nền kinh tế tư bản không tự điều tiết các nguồn lực một cách hợp lý dẫn đến khủng hoảng. Theo trường phái kinh tế tiền tệ Monetarist, khủng hoảng là do sự siết chặt quá mức của cung tiền vào năm 1930 và rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed đã sử dụng sai chính sách tiền tệ và đáng lẽ Fed phải tăng cung tiền thay vì giảm cung tiền. Cuối cùng, vấn đề được giải quyết ra sao? Thoạt đầu, chính phủ đã cố lấy lại niềm tin của thị trường bằng những bài phát biểu cam kết của Tổng thống Herbert Hoover, vị Tổng thống thứ 31 của nước Mỹ, qua việc trấn an dân chúng rằng nền kinh tế vẫn vững vàng. Tuy nhiên, lúc này thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục lao dốc, hàng ngàn ngân hàng phá sản, người dân bị đuổi ra khỏi nhà khi ngân hàng tiến hành thu hồi nợ vì nhà cửa của họ đã được cầm cố để vay tiền đầu tư vào chứng khoán. Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt lên làm Tổng thống năm 1932 và năm sau đó, ông đã áp dụng chính sách kinh tế mới New Deal để giải quyết các vấn đề do đại suy thoái gây ra. Chính sách New Deal thực chất là một loạt đạo luật, chủ yếu có mục đích giảm nhẹ tình trạng đói nghèo, hỗ trợ các ngân hàng và bảo vệ tiền tiết kiệm của người gửi. Ngoài ra, các mặt hàng nông sản cũng được trợ giá, còn chế độ lương tối thiểu được áp dụng và một chương trình xây dựng lớn được khởi công nhằm tạo việc làm. Tuy nhiên, chính quyền của ông không có nhiều thành công trong hồi phục tăng trưởng kinh tế và lòng tin người tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Rõ ràng, cải cách cần được đưa ra và gỡ bỏ rủi ro khỏi hệ thống là bước đầu tiên. Trong ngắn hạn, bước này được thực hiện thông qua việc bơm vốn 1 tỷ đô vào hơn 6.000 ngân hàng còn sống sót trong số 14.000 ngân hàng trước đó. Những rủi ro trong tương lai được kiểm soát bằng luật lệ mới. Đạo luật Glass-Steagall ra đời nhằm tách bạch các hoạt động của ngân hàng khỏi thị trường chứng khoán và Fed có thêm quyền lực để kiểm soát các ngân hàng. Một cơ quan mới được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1934 để đối phó với hiện tượng rút tiền ồ ạt, đó là Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, FDIC. Bằng cách bảo vệ 2.500 đô la Mỹ tiền gửi của mỗi khách hàng, cơ quan này có nhiệm vụ giảm thiểu chi phí nếu ngân hàng phá sản. Hạn chế lỗ của người gửi tiền sẽ bảo vệ nguồn thu nhập, nguồn cung tiền và sức mua của nền kinh tế. Và bởi vì người gửi tiền có thể tin tưởng vào FDIC, họ sẽ không xếp hàng rút tiền nếu có vấn đề phát sinh. Theo các chuyên gia kinh tế, chính sách bảo hộ này là sự khác biệt đầu tiên của cuộc khủng hoảng năm 1929 so với những cuộc khủng hoảng diễn ra ngày nay. Khác biệt lớn thứ hai nằm ở vai trò của chính phủ các nước trong việc giải quyết khủng hoảng. Vào năm 1929, nhà nước hoàn toàn không đủ khả năng bơm một lượng tiền mặt lớn vào hệ thống tài chính khi nó bị đe dọa sụp đổ. Tổng thống Roosevelt đứng đầu một chính phủ liên bang mà trọng lượng chỉ bằng 10% GDP toàn nước Mỹ. Khi xảy ra cuộc đại khủng hoảng vào năm 2008, chính phủ Mỹ lúc đó đã trị giá tới 40% GDP, có thể can thiệp dễ dàng hơn rất nhiều. Mãi đến đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi chính phủ Mỹ áp dụng lý thuyết kinh tế học Keynes với trọng tâm chính là nêu bật vai trò tăng trưởng tiền lương để tăng tổng cầu và vai trò của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế, thì nền kinh tế mới hồi phục. Phải tới năm 1939, GDP của Mỹ mới khôi phục ở mức trước thời kỳ đại suy thoái. Nhiều người cho rằng chính cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai đã chấm dứt đại khủng hoảng, chứ không phải chính sách kinh tế mới. Nhưng nhiều người khác cho rằng nếu Roosevelt đã chi nhiều cho chính sách kinh tế mới như những gì ông đã làm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì chính sách của ông đã chấm dứt cuộc đại khủng hoảng. Bài học cho ngày nay.
Sau thời điểm tồi tệ nhất thì cuối cùng mọi thứ bắt đầu được cải thiện. Trong hơn 70 năm sau đó, chuyện các ngân hàng phá sản đã trở thành quá khứ. Nhưng di sản để lại của cuộc đại khủng hoảng là gần 11.000 ngân hàng phá sản trong giai đoạn 1929-1933, cung tiền giảm hơn 30%. Tỷ lệ thất nghiệp vốn chỉ 3,2% vào đêm ngay trước cuộc khủng hoảng thì thời điểm đó đã tăng lên hơn 25% và không thể quay trở lại mức thấp như trước cho đến đầu những năm 1940 và phải mất hơn 25 năm để Dow Jones trở lại mức đỉnh đã từng đạt được vào năm 1929. Cho đến nay, kinh tế thế giới đã nhiều lần trải qua suy thoái, nhưng điều đặc biệt là không có một công thức chung nào được rút ra. Bằng chứng là đến một giai đoạn nào đó, bóng ma khủng hoảng lại xuất hiện qua vài dấu hiệu lẻ tẻ diễn ra ở những nền kinh tế lớn nhất, với những tín hiệu lạ trong dòng tiền, chứng khoán, dầu mỏ. Đã nhiều năm kể từ ngày cuộc khủng hoảng xảy ra, nhưng nó vẫn để lại bài học đắt giá cho người Mỹ mỗi khi nhắc lại. Trong một quốc gia mà từ dân nghèo đến nhà sản xuất, nhà kinh doanh đều muốn tham gia vào thị trường chứng khoán với hy vọng làm giàu nhanh chóng, thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo bong bóng kinh tế sắp diễn ra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.